Tham dự liên hoan xẻ thái tại lễ hội Hoa Ban lần này, đơn vị trường trung học phổ thông Phan Đình Giót có gần 200 em học sinh trình diễn. Đây cũng là lượng người tối đa có thể tham gia trong một phần thi. Háo hức, mong ngóng và tập luyện đầy trách nhiệm, đó là cách mà các thầy cô và các em học sinh thể hiện tình cảm của mình đối với di sản xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tôi cũng rất là hào hứng phấn khởi khi mà được tham gia một cái lễ hội trong cái sự kiện rất lớn của tỉnh lần này. Về phía các em học sinh thì chúng tôi cũng đã làm một cái động tác, tức là vừa nhằm mục đích là giáo dục về cái truyền thống yêu nước cho các em, rồi là muốn thể hiện cái nét văn hóa của dân tộc Tây Bắc nói chung và dân tộc Thái nói riêng. Tại liên hoan lần này, các đội sẽ tham gia vào hai phần thi, đó là múa xòe bắt buộc và múa xòe tự chọn. Trong đó, nội dung múa xòe tự chọn yêu cầu có sự sáng tạo trong dàn dựng, di chuyển đội hình và có kết cấu nội dung rõ ràng. Chính vì vậy, các đội đã dành nhiều thời gian đầu tư cho phần thi này để có được tiết mục xòe đặc sắc. Trường phổ thông dân tộc nội trú tham gia với hai nội dung. Phần thi bắt buộc là vòng xòe ngày xuân, phần thi tự chọn là Điện Biên ngày mới. Và các tác phẩm dự thi thể hiện đầy đủ được các cái điệu xòe của dân tộc Thái vùng Tây Bắc với cái thông điệp là giới thiệu cho bạn bè du khách về vẻ đẹp và nét đẹp văn hóa của tỉnh Điện Biên. Hiện tại thì thầy và trò đang rất là khẩn trương tập luyện và hứa hẹn sẽ có những tác phẩm đặc sắc dành cho chương trình. Rất là khó ở phần là mọi người xếp hình thì kiểu là nhiều người quá nên là cũng khó. Mọi người cũng phải tự bảo ban nhau để xếp được cái hình như thế. Với cả tập cái này thì ai cũng biết là nó khó rồi nên là cũng phải tự giác và ý thức để tập luyện được nhanh chóng. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã xây dựng múa xòe thành sản phẩm du lịch mũi nhọn, không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa Thái, mà còn để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Liên hoan nghệ thuật xòe Thái sẽ là cầu nối giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống con người Tây Bắc, góp phần làm bật lên nét đặc sắc của lễ hội Hoa Ban. Dự kiến, liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tới đây tại Sân Vận động, tỉnh Điện Biên.